mùa này đi Thái Lan đẹp lắm á. Đi chuyến này tôi bung xỏa dữ. Thiệt là đi về thành cô bé da đen khi nào không hay luôn. Nói chứ tụi có bảo bối hết trơn á, mới dám bung xỏa vậy đó. Kem bảo bối màu hồng đó, chắc mấy bà cũng biết đến sản phẩm từ nhà có show rồi hen. Đây là bạn tắm trắng phủ tuyết. Bạn này dùng á thì bật tông ngay lần đầu sử dụng luôn. Thế cái màu hồng đó á, xinh xắn ha. Bạn này thì có vitamin E, vitamin C thì thẩm thấu vào da, không có bết trích đâu nha. Mùi thơm thì nhẹ nhàng, sang nè, bật tông rõ luôn, mắt thường nhìn thấy mà hen. Tắm trắng xong á thì tôi dùng kem body luôn. Bạn kem body của nhà có show á, tôi mê dữ lắm. Bạn này thì có thành phần chính là glutathione B5. Thì da ai mà sạm nè, xỉn màu nè thì sẽ trắng, sẽ sáng lên rõ nha. Và đây cũng là lý do mà mấy bà hay hỏi tôi là: ủa, đi chơi không sợ nắng hả? Có chứ, nắng mà ai không sợ. Nhưng mà khi mà đi chơi về, tôi luôn có bảo bối bên cạnh. Nên là những cuộc vui á thì mình cứ để vui đi ha. Đây, mắt thường cũng nhìn thấy được đồ trắng của em nó đúng không? À, bạn này thì có chống nắng nữa nha, dùng ban ngày vẫn cứ ok ha. Và mấy bà xem được clip này của tôi thì tín hiệu vũ trụ gửi đến mấy bà là da trắng mặc gì cũng xinh nha. Nên thử bộ này nha.